Chào quý vị và các bạn. Tết Nguyên đán thì đang đến gần và video clip này chúng tôi sẽ cập nhật bảng giá xe máy Honda mới nhất. Đó là bảng giá xe máy Honda ngày 8 tháng 1 năm 2017. Mẫu xe Wayanfa giá đề xuất là 17 triệu đồng, giá bán ra là từ 20,5 đến 21 triệu đồng, chênh lệch từ 3,5 đến 4 triệu đồng. Blade Fanker giá đề xuất là 18,1 triệu đồng, giá bán ra là từ 18,8 đến 19,3 triệu đồng, mức chênh lệch từ 0,7 tới 1,2 triệu. Blade phanh đĩa giá đề xuất là 19,1 triệu, giá bán ra là 19,8 đến 20,3 triệu, mức chênh lệch từ 0,7 đến 1,2 triệu. Blade vành đúc giá đề xuất là 20,6 triệu, giá bán ra là 21,3 đến 21,8 triệu, chênh lệch từ 0,7 cho đến 1,2 triệu đồng. Super Rim mẫu cũ giá đề xuất là 18,7 triệu đồng, giá bán ra là 19,5 đến 20 triệu đồng, tăng từ 0,8 tới 1,3 triệu. Super Dream mới giá đề xuất là 19 triệu, giá bán ra là từ 19,7 tới 20,2 triệu đồng, tăng từ 0,7 đến 1,2 triệu đồng mỗi xe. WRSX FE Fanker giá đề xuất là 21,5 triệu, giá bán ra là 23,6 đến 24,1 triệu, mức tăng từ 2,1 đến 2,6 triệu. WRSX FE phanh đĩa giá đề xuất là 22,5 triệu, giá bán ra là 24,6 đến 25,1, mức tăng là từ 2,1 đến 2,6 triệu đồng so với cái giá đề xuất. WRSX FE vành đúc thì giá đề xuất là 24 triệu, giá các đại lý bán ra là 26 đến 26,5 triệu, mức tăng từ 2 đến 2,5 triệu đồng. Future FE thì giá đề xuất là 30 triệu, giá các đại lý bán ra là từ 30 đến 30,5 triệu, mức chênh lệch là từ 0 cho tới 0,5 triệu đồng cho mỗi xe. Future FE vành đúc thì giá đề xuất là 31 triệu, giá bán ra là 31 đến 31,5 triệu, mức chênh lệch cũng từ 0 đến 0,5 triệu đồng cho mỗi xe. Honda Vision thì giá đề xuất là 30 triệu, giá bán ra là 34,4 đến 34,9 triệu, chênh lệch là từ 4,4 đến 4,9 triệu. Vision màu đen giá đề xuất là 30 triệu, các đại lý bán ra là từ 35 đến 35,5 triệu, mức chênh lệch từ 5 đến 5,5 triệu đồng cho mỗi chiếc xe. Lead 125 bản tiêu chuẩn thì giá đề xuất là 37,5 triệu, giá các đại lý bán ra là từ 39 đến 39,5 triệu, mức chênh lệch tăng là từ 1,5 đến 2 triệu đồng so với giá đề xuất. Còn lead bản 125 bản cao cấp thì giá đề xuất là 38,5 triệu, các đại lý bán ra là từ 42,3 đến 42,8 triệu, mức tăng từ 3,8 đến 4,3 triệu đồng. E-Blade thể thao thì giá đề xuất là 38 triệu, các đại lý bán ra từ 41,5 đến 42 triệu, mức chênh lệch từ 3,5 đến 4 triệu đồng. E-Blade cao cấp thì giá đề xuất là 40 triệu, các đại lý bán ra là từ 43,5 đến 44 triệu, mức chênh lệch tăng là từ 3,5 đến 4 triệu đồng so với giá đề xuất. Đặc biệt cái phiên bản E-Blade sơn đen mờ thì giá đề xuất là 40 triệu, giá các đại lý bán ra là 47,2 đến 47,7 triệu đồng, mức tăng từ 7,2 đến 7,7 triệu đồng cho mỗi chiếc xe E-Blade màu đen mờ. Thì thực ra các cái màu đen mờ của gần như là tất cả các hãng thì nó đều có cái giá thành mà tới tay người tiêu dùng nó cao hơn, bởi vì có thể là rất nhiều người chuộng cái màu sơn này. Tiếp theo là E-Blade sơn từ tính thì giá đề xuất là 41 triệu, các đại lý bán ra là 44,5 đến 45 triệu, mức chênh lệch tăng từ 3,5 đến 4 triệu so với giá đề xuất. Winner 150 thể thao thì giá đề xuất là 45,5 triệu, các đại lý bán ra là từ 39 đến 39,5 triệu, mức giảm từ 6 đến 6,5 triệu đồng cho mỗi chiếc xe. Winner 150 cao cấp thì giá đề xuất là 46 triệu, các đại lý bán ra cũng từ 39 đến 39,5 bằng với giá Winner thể thao, và như vậy thì cái mức giảm là từ 6,5 đến 7 triệu đồng cho mỗi chiếc xe. SH1 bản tiêu chuẩn thì giá đề xuất là 51 triệu, các đại lý bán ra là 58,2 đến 58,7 triệu, mức chênh lệch tăng từ 7,2 đến 7,7 triệu đồng so với giá đề xuất. SH1 cao cấp thì giá đề xuất là 51,5 triệu, các đại lý bán ra là từ 58,2 đến 58,7 triệu,
mức chênh lệch từ 6,7 đến 7,2 triệu đồng. SH1K tính thì giá đề xuất là 51,5 triệu. Các đại lý thì bán ra là từ 65,2 đến 65,7, mức chênh lệch từ 13,7 đến 14,2 triệu đồng so với giá đề xuất. PCX bản tiêu chuẩn thì giá đề xuất là 52 triệu, các đại lý bán ra từ 50 đến 50,5 triệu, mức giảm từ 1,5 đến 2 triệu đồng so với giá đề xuất. PCX cao cấp thì giá đề xuất là 55,5 triệu, các đại lý bán ra là 53,5 đến 54 triệu, mức giảm từ 1,5 đến 2 triệu đồng so với giá đề xuất. MSX 125 thì giá đề xuất là 60 triệu, các đại lý bán ra là 56 đến 56,5 triệu, mức giảm từ 3,5 đến 4 triệu đồng. SH125 phanh CBS thì giá đề xuất là 68 triệu, các đại lý bán ra là từ 80,2 đến 80,7 triệu, mức chênh lệch tăng từ 12,2 đến 12,7 triệu đồng. SH125 phanh ABS thì giá đề xuất là 76 triệu đồng, giá các đại lý bán ra là 90,2 đến 90,7 triệu đồng, mức chênh lệch tăng là từ 14,2 đến 14,7 triệu đồng so với giá đề xuất. SH150 phanh CBS thì giá đề xuất là 82 triệu đồng, giá các đại lý bán ra là 97 đến 97,5 triệu đồng, chênh lệch tăng từ 15 đến 15,5 triệu đồng so với giá đề xuất. SH150 phanh ABS thì giá đề xuất là 90 triệu đồng, các đại lý bán ra là từ 111 đến 111,5 triệu đồng, mức chênh lệch là tăng từ 21 đến 21,5 triệu đồng so với giá đề xuất của hãng. Thì như vậy chúng ta có thể nhận thấy rằng cái mẫu xe Wenfire thì cũng có cái làm cái mẫu xe số mà có cái mức chênh giá cao nhất là chênh tới gần 4 triệu đồng so với giá đề xuất. Các cái mẫu xe mà giảm so với giá đề xuất thì có Winner thể thao, PCX bản tiêu chuẩn hoặc cao cấp, hoặc là MSX. Thì những các cái mẫu xe này do thị trường không chuộng nên là các đại lý chấp nhận phải bán thấp hơn dưới giá đề xuất để đẩy hàng đi. Bởi vì theo như tâm sự của các đại lý thì họ phải lấy kèm những các cái mẫu xe này, chứ không được phép là chọn những các cái mẫu xe mà bán chạy mà họ phải lấy đồng đều. Như một số video clip trước đây mà chúng tôi đã đưa tin là một số đại lý thì họ than vãn rằng là họ phải gọi là lấy bia nhưng mà lại phải kèm lạc. Có nghĩa là ví dụ muốn lấy khoảng 10 con SH thì có khi phải kèm vài con Winner, vài con PCX và vài con MSX chẳng hạn. Dẫn đến là những các cái loại xe mà ế ẩm thì họ sẽ chấp nhận để giảm giá, để đẩy nó đi cho nó nhanh. Còn những các cái loại xe mà thị trường đang chuộng hoặc hút hàng thì họ sẽ tăng giá lên. Mà chúng tôi nhìn thấy cái bảng giá này thì hầu hết là cái mức giá là đều tăng, chứ cái mức giảm thì cũng có giảm, nhưng mà bù lại thì những các cái mẫu xe không ăn khách thì mặc dù có giảm thì cũng chả đáng bao nhiêu so với những các cái mẫu xe mà hãng bán chạy. Thì vừa qua chúng tôi cũng đã đưa tin về cái chiếc Honda Wenfire 2017 nó đã ra mắt. Thì theo như công bố của Honda thì cái mẫu xe này nó sẽ tăng cái hiệu suất sử dụng khoảng 17% so với Wenfire thế hệ cũ, và đồng thời nó cũng tiết kiệm khoảng 10% nhiên liệu so với thế hệ cũ. Thì Honda thì cho biết thì cái giá bán đề xuất của mẫu xe này sẽ là 17,8 triệu đồng, tức là tăng khoảng 700 ngàn so với cái mẫu Wenfire 2016. Và không biết thì thực tế ngày 18 tháng 1 này thì giá bán của Honda Wenfire 2017 sẽ là bao nhiêu. Thì quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi thêm những các cái thông tin mới nhất về giá xe, hoặc là những các cái chiếc xe, đặc biệt là chiếc Wenfire, cái mẫu xe số mà bán chạy nhất Việt Nam này. Rồi, chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy like cho video, đăng ký kênh và hãy để lại comment để cùng thảo luận. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.